Theo phóng viên tại Moscow, bài viết nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Việt Nam trong các ngày 19 và ngày 20 tháng 6. Theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 1994, ngày 16 tháng 6 năm 2024, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Chuyên gia Châu Phim Chắc nêu rõ, Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay và Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc nhất quán về hợp tác và đối tác rộng rãi. Việt Nam nổi bật trong số những đối tác thân thiện của Nga, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được chứng minh trong quá khứ và hiện tại về quan hệ kinh tế thương mại theo bài viết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU và Việt Nam ký kết năm 2015 là sự bảo đảm đáng tin cậy trong nguyên tắc hợp tác tự do giữa các nước. Là đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga, Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách xoay trục hướng đông của Nga. Ngược lại, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước sẽ góp phần vào sự phát triển ổn định tại khu vực kinh tế quốc tế quan trọng Đông Nam Á. Tác giả Châu Phim Chắc đánh giá, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng phát triển với năng lượng là lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Giao lưu văn hóa, giáo dục cũng được mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng sôi động với cầu nối là cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Kết thúc bài viết, tác giả Châu Phim Chắc khẳng định hướng tới sự kiện quan trọng khác là kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950-2025 chuyến thăm của tổng thống nga vladimir putin tới việt nam sẽ củng cố động lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 6. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Chuyến thăm này không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Chuyến thăm cũng thể hiện Việt Nam tích cực thực hiện đường lối đối ngoại theo tinh thần độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, vì lợi ích quốc gia dân tộc và đóng góp vào hòa bình ổn định trên thế giới. Điều này góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trong tương lai. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa ngoại giao nhân dân. Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ song phương trong tương lai ngoài ra chuyến thăm này còn là cơ hội để cả hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương những thỏa thuận này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn củng cố sự gắn kết về mặt chính trị và chiến lược giữa hai nước đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động sự hợp tác chặt chẽ giữa việt nam và nga càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết việc tổng thống putin thăm việt nam còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia đây là một biểu hiện rõ ràng của tình hữu nghị và sự đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cả hai nước trên trường quốc tế vì lợi ích chung của cả hai dân tộc và vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đây cũng là dịp để hai nước trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới chuyến thăm lần này của tổng thống putin sẽ là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mối quan hệ đặc biệt giữa việt nam và liên bang nga đưa quan hệ song phương vững bước trên con đường rộng mở hướng tới tương lai tốt đẹp của tình hữu nghị gắn bó thủy chung và đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 30 tháng 1 năm 1950 đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay luôn vững bền theo năm tháng và ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù có những thay đổi về thể chế chính trị, nhưng hai nước luôn coi nhau là đối tác bạn bè quan trọng và hàng đầu. Quan hệ Việt Nam Liên bang Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ. Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta đã được xây dựng và củng cố qua nhiều thập kỷ dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hợp tác bền vững và sự tôn trọng lẫn nhau. Nhằm tạo khuôn khổ pháp lý mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Nga, năm 1994, hai nước ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị, trong đó khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi dựa trên luật pháp quốc tế. Nhìn lại 30 năm qua, chúng ta có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được khi quan hệ song phương ngày càng phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu việt nam và liên bang nga đã từng bước đưa quan hệ song phương lên các cấp từ đối tác chiến lược đến đối tác chiến lược toàn diện chúng ta có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được khi quan hệ song phương ngày càng phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu quan hệ chính trị có độ tin cậy cao thông qua các hình thức và cơ chế hợp tác chính trị đa dạng như trao đổi đoàn các cấp đặc biệt cấp cao thường xuyên giúp lãnh đạo hai nước trao đổi thông tin và kịp thời chỉ đạo phát triển quan hệ song phương hai bên đã thiết lập và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế như họp ủy ban liên chính phủ đối thoại chiến lược tham vấn chính trị thường niên góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hai nước việt nam và nga luôn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế và khu vực như liên hợp quốc asean apec arf v v Hợp tác kinh tế thương mại phát triển tích cực, có những giai đoạn kim ngạch song phương tăng từ 10% đến 15% một năm là kết quả của việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á Âu. Mặc dù chịu tác động của tình hình bất ổn của thế giới và khu vực, kim ngạch thương mại năm 2023 vẫn đạt hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Về đầu tư, Nga đã có gần 200 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn là 1 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của Việt Nam tại Nga tăng mạnh từ chỗ chỉ khoảng 100 triệu vào đầu những năm 2000 lên mức 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng dầu khí. Hai bên đã hợp tác tốt và hiệu quả trong tìm kiếm thăm dò dầu khí, không chỉ ở thêm lục địa Việt Nam mà cả ở lãnh thổ Liên bang Nga với các dự án lớn. Ngoài liên doanh Việt Sopecho là lá cờ đầu trong hợp tác dầu khí, hai bên đã có thêm những liên doanh khác đang hoạt động tích cực ở cả hai nước. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực như là khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, địa phương, vân vân ngày càng được mở rộng, trong đó hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Nga đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều sinh viên Việt Nam nhờ vào các chương trình học bổng và đào tạo chất lượng cao với số lượng hàng nghìn sinh viên theo học tại Nga mỗi năm. Trong đó có các ngành công nghiệp chủ chốt như là năng lượng, dầu khí, khoa học cơ bản. Hàng chục nghìn cán bộ khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật được đào tạo tại Liên bang Nga đã có những đóng góp tích cực hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam và là nhân tố tạo cầu nối hữu nghị cho nhân dân hai nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên cũng góp phần tăng thêm sự hiểu biết giữa hai dân tộc và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực khác. Liên bang Nga cũng luôn duy trì là một trong những thị trường khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh và kỹ thuật quân sự giữa hai nước là lĩnh vực truyền thống và không ngừng phát triển trên cơ sở là đối tác tin cậy, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Yếu tố văn hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và củng cố, làm bền chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Văn hóa không chỉ phản ánh những giá trị truyền thống bản sắc của mỗi dân tộc mà còn là cầu nối giúp tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ những giá trị chung và tôn trọng sự khác biệt. Trong suốt chiều dài lịch sử hợp tác, các hoạt động giao lưu văn hóa đã đóng góp không nhỏ vào việc tạo dựng mối quan hệ bền chặt gắn kết giữa nhân dân hai nước. Văn hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phong tục tập quán và lối sống của nhau. Thông qua các hoạt động như là lễ hội văn hóa, triển lãm và các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc, nhân dân hai nước đã có cơ hội tiếp cận, khám phá và trân trọng những di sản văn hóa quý báu của nhau. Điều này không chỉ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc mà còn góp phần xây dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga trong những năm qua hợp tác văn hóa giữa việt nam và nga đã được thúc đẩy mạnh mẽ nhiều chương trình giao lưu văn hóa đã được tổ chức thường xuyên tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhà nghiên cứu và người dân hai nước gặp gỡ trao đổi và học hỏi lẫn nhau các tuần lễ văn hóa tại việt nam và việt nam tại nga đã trở thành những sự kiện thường niên thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia của công chúng bên cạnh đó hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa nhiều sinh viên việt nam đã và đang học tập tại nga đồng thời với các chương trình trao đổi sinh viên giảng viên giữa hai nước cũng được đẩy mạnh những thế hệ trẻ này không chỉ là những đại sứ văn hóa mang theo những giá trị văn hóa của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế mà còn là những cầu nối quan trọng trong việc duy trì và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc du lịch cũng là một lĩnh vực hợp tác văn hóa đầy tiềm năng ngày càng nhiều du khách nga đến việt nam và ngược lại không chỉ để khám phá cảnh đẹp thiên nhiên mà còn để trải nghiệm và hiểu rõ hơn về văn hóa con người của mỗi nước các tour du lịch văn hóa lịch sử ngày càng được ưa chuộng góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc